Nga xin kính chào tất cả quý cô bác, các anh chị, các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga Võ Illinois. Lời đầu tiên, Nga kính xin gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả các anh chị, cô, chú, bác và gia đình. Trong cái video này, Nga kính xin chia sẻ tới hai cái vấn đề chính. Đó là cập nhật 50 tiểu bang có số tiền 300 và 400. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 sáng thứ ba Và 7 cái tiểu bang thì đã nhận được tiền. Và cuối cùng, yes! DC đã đang nộp đơn trong những cái video mấy tuần trước các các anh chị thì khi mà nga chia sẻ cái quan điểm của mình là các anh chị vì cứ là lo lắng là nói ôi sao cái tiểu bang mình là chưa có nộp thì nga đã chia sẻ và trấn an các anh chị là về cái quan điểm của mình là nga có cái niềm tin là những tiểu bang là cuối cùng là sẽ là nộp đơn tới phi mà để nhận cái số tiền 300 này và cuối cùng hôm nay á, các anh chị thì sáng sớm thứ ba và ngày 1 tháng 9 thì DC đã nó đã đang nộp đơn và cuối cùng thì chỉ còn một cái tiểu bang là Nebraska là đã chưa cái nộp đơn thôi. Cái tin thứ nhì là ios là cho rằng khoảng 800.000 người là có thể là đã vứt cái đá bịt kho, cái số tiền, cái xí lật chát lần thứ nhất là 1.200 vào cái thùng rác mà người ta đã gửi ra, ios đã gửi ra là giữa tháng 8. Thì kính mời tất cả theo dõi cái phần chi tiết sau đây. Đầu tiên là cái phần 50 tiểu bang bên đây là Nga xin được đọc cái uh, những tiểu bang nào mà đã nộp đơn rồi đã nộp đơn và phi mà đã nhận được và đó là cái đầu tiên là Delaware, Illinois, South Carolina và Wisconsin vẫn đang cả bốn cái tiểu bang đó là vẫn là phi mà đã nhận được đơn nha các anh chị à cái thứ nhì là Nga xin đọc nhanh qua những cái tiểu bang đã nhận được tiền nhưng mà tiểu bang vẫn đang trong quá trình cập nhật cái hệ thống. Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi. New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia and Wyoming. Đó là những tiểu bang những mà đang cập nhật cái hệ thống để mà những người thất nghiệp sẽ nhận được tiền ha và những cái tiểu bang đang trong quá trình nộp đơn đó là DC tất nhiên là hôm nay là mới nhất các anh chị là tiểu bang DC ha là Kansas Nevada và New Jersey thì đang trong quá trình nộp đơn dạ yeah. Và cái điều kế tiếp là những tiểu bang đã người thất nghiệp đã nhận được tiền đó là Arizona đã trượt trả được là 5 tuần Louisiana trả được 3 tuần Maryland Nga xin lỗi là Massachusetts trả được 3 tuần và hôm trước là có anh ở Boston và bây giờ là đã trả bang ban Massachusetts đã trả được 3 tuần rồi. Dạ, hôm trước có anh ở Boston có hỏi có có nói là cập nhật hàng ngày giùm á. Missouri đã trả được 4 tuần, Montana đã trả được 4 tuần. Tennessee trả được 4 tuần và Texas trả được 5 tuần. Đó là những tiểu bang mà các anh chị đã nhận được tiền là 4 tuần, 5 tuần ha. Và kế tiếp là những tiểu bang đã nhận được là 400 và người lao động, người thất nghiệp là không cần không phải phải lo lắng về cái vấn đề là dưới 100 ha. Đó là Kansas, Kentucky, Montana và West Virginia. Dạ, yeah, West Virginia. Dạ yeah, đúng rồi. Rồi, đó là những cập nhật thông tin về tiểu bang về những cái tiểu bang đã nhận đã cho nhận được 400 và như vậy là còn lại duy nhất là chỉ là Norasca là chưa có nộp mà hy vọng là tiểu bang Norasca sẽ là nộp đơn tới phi mà trước ngày hết hạn đó là ngày 10 tháng 9 và hy vọng là như vậy ha. Cái thông tin thứ nhì là cái chắc lần thứ nhất mà nếu như mà các anh chị nào đã nhận được rồi thì cũng nên là nga cũng xin mời các anh chị theo dõi để có thể là các anh chị có thể là giúp được những người thân hoặc là hàng xóm hoặc là đồng nghiệp của các anh chị chẳng hạn và những ai mà chưa nhận được cái chắc lần thứ nhất thì đây là cái bản tin quan trọng mà các anh chị cần theo dõi ha và liên quan tới cái cái thư mà người ta gửi về và cái, cái nga sẽ chia sẻ cái à, cái debit card nó nó sẽ như thế nào trong cái trong cái phần này thì nga xin chia sẻ cái phần chi tiết sau đây ios cục thuế cho rằng có 800.000 người trả thuế có thể là đã, đã, bỏ đi cái uh, steam lực chắc tất nhiên đó là cái debit card vào trong thùng rác vì có vì người ta nghĩ rằng là có thể là cái thư rác và nga xin được uh, dịch sang cái uh, phần uh, tiếng việt sơ qua trên cái thông tin mà IOS đã cung cấp là nhân viên IOS đã cung cấp cái thông tin cập nhật về cái hoạt động của IOS và quan trọng hơn về cái khoản thanh toán tác động kinh tế COVID-19 cái steam chat mà IOS đã cung cấp cho người nộp thuế đáng chú ý là IOS tiết lộ rằng cơ quan này đã gửi khoảng 800.000 thông báo cho những người nộp thuế chưa có kích hoạt cái um, thẻ debit card mà họ đã gửi qua đường bưu điện các nhân viên IOS trong cái cuộc gọi cho biết điều này có thể có nghĩa rằng là nhiều người đóng thuế đã vô tình ném cái thẻ debit card đó vào trong thùng rác vì nghĩ rằng đó là cái thư rác. Khi các anh chị lên cái trang IOS sở thuế và kiểm tra cái get payment thì trên đó là cái tin nhắn sẽ hiện hiện ra là sẽ các anh chị sẽ nhận được cái check là steam là check nhưng mà thật ra là sẽ nhận được cái debit kho và trên cái vòng mà Nga khoanh tròn đó thì người ta sẽ thông báo cái thư trong cái cái debit kho và trong các thư là có điền là Money Network Car Holder Service thì trong đó nó cái điền như vậy và Nga sẽ trong đây sau đó thì trong cái hình sau đây thì Nga sẽ cung cấp cái hình ảnh cái debit kho nó sẽ giống như thế nào để các anh chị nhận được đó là đừng có bỏ vào cái thùng rác á thì trên cái phần đó là nghe chị chia một nửa của cái David kho nó giống như vậy đó. Và trên cái phần tiếng Anh thì Nga cũng xin được chia sẻ là người ta nói là cái EIP là bắt đầu là cái sử dụng cái thẻ là EIP là người ta chỉ cách cho các anh chị sử dụng là cái thẻ thanh toán tác động kinh tế là của bạn là có chứa cái số tiền mà bạn đang nhận được là nhờ cái đạo luật viện trợ cứu trợ do cái kinh tế coronavirus cái đạo luật cash và cái thẻ EIP này được tài trợ bởi cục tài chính của bộ tài chính như là một phần cái chương trình cái thẻ đá bịt khoa của Hoa Kỳ. Bây giờ là bạn đã nhận được cái thẻ của mình và đây là cái cách kích hoạt và bắt đầu sử dụng thẻ. Như vậy là cái cái mặt sau của cái thẻ đó các anh chị là sẽ chỉ cho các anh chị là cái cách là sử dụng cái làm sao để là kích hoạt được cái thẻ. Và Nga chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, các bác, các anh chị, em và các bạn đã ủng hộ Nga và Nga tiếp tục lắng nghe những ý kiến đóng góp của tất cả quý vị để làm tốt hơn. Nếu như mà ai lần đầu tiên ghé kênh Nga Võ Illinois thì vui lòng nhấn nút subscribe để mà các anh chị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga và nhấn like, nhấn share để ủng hộ Nga ha. Và kính chúc tất cả quý vị sức khỏe thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp quý vị trong cái video kế tiếp. Và một lần nữa Nga chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và đi làm lại hết sức cẩn thận. Bye now.